Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Future 125 2021 nâng cấp đúng cái style bình thái độc đáo. Xuất phát đây là cái chiếc Future 125 thế hệ mới, người chủ biến tấu lại theo một cách của chiếc quay 125i của Bình Hải. Ngoài ra còn có những món đồ chơi khác nữa như phần miền nhôm, tài thắng, phụ vân. Cùng chúng tôi tìm hiểu từng chi tiết nhé. Điểm qua về phần dự áo, chúng ta thấy cái tâm màu trắng phối cùng với những họa tiết đỏ trở nên ấn tượng hơn nữa. Song song cùng với đó là một cái phát bắt rổ trước với cái tâm màu trắng cho chuẩn tới xe Bình Hải. Cái dàn đầu được rất nhiều chi tiết người chủ nâng cấp như cái cụm thắng đồ chơi có thể xuyên qua mà không cần cả cánh dàn áo. Ngoài cái loại cái cụm đồ chơi, chúng ta thường tích hợp ốc xả gió trên để hỗ trợ cho người dùng canh dầu nhanh hơn. Còn dàn chân trước nguyên zin thì chưa đụng chạm gì hết, chỉ có dấu hiệu là sơn phần ốc cho nó nguyên vẹn hơn. Thay đổi lại tận dụng dầu heo đỏ cho màu sắc nó tươi mới hơn. Chỉ vậy dầu này có thể canh cho phù hợp với con xe và trong cái bản dọn nó gọn gàng hơn. Cobo được làm cái liệu titan, màu sắc lên màu thì ý tưởng của người chủ đẹp trên tổng thể cái dàn áo của bản độ. Trong khi phía sau càng thắng đồ chơi phối cùng với núm tăng chỉnh đỏ. Ở phía sau tận dụng cho mình cái phục quen S, phần lò xo được sơn là cái tâm màu mô phỏng theo cái dòng Hollin. Phối cùng với cái chén CNC bên dưới không chỉ làm cho cái phục thêm chút đẹp mà còn tránh bị cạ vào cửa te khi chúng ta tháo lắp. Winner 1/10, cái bản nâng cấp độc nhất trong một phong cách là sắp đồ chơi mới lạ. Xem qua tổng thể ta thấy cái chiếc Winner 10 hôm nay được người chủ thiết kế sắp đồ chơi theo một cái cách là khá là mắc. Nó vừa đẹp vừa ấn tượng cho con xe nhưng vẫn giữ một cái nét gọn gàng của một cái con xe dọn chuyển cần có. Tận dụng cho mình tán của Rainbow, cái bản này là bản 1.1 nhưng sản phẩm ngoại hình nó cũng khá là tinh xảo và hiệu năng tận dụng thì cũng rất là đầy đủ. Bên cạnh là cái cụm gạt Domino hay gạt trên cho phép cút ngắn hành trình để bạn nhìn hơn, giúp xe đã được một chút lợi thế ở phần đầu ở những cái cuộc đỏ sức tốc độ. Giữa thân xe chịu lực matrix kẹp sườn giúp em ấy ổn định tay lái chống gió tốc độ cao. Phần lốc máy cũng được minh là cái tâm màu vàng đồng, nó nổi bật với hai cái chữ ốc mâm lửa của titan. Với sự cấp mặt cái phục trái tiêu bình dầu rời giúp cải thiện cái độ nhúng im máy thẩm mỹ và cái đầu sau phục thì màu vàng cực đẹp. Cái dòng sản phẩm được sản xuất dành riêng cho cái dòng Sunit Winner, sử dụng chuẩn đúng chiều cao phục zin. Giữa thân xe thì phần nhựa nhám được tháo bỏ để show ra cái cây phục và chi tiết người chủ bắt bình dầu cũng được làm mình rất thích bởi vì nó gọn gàng nhưng cũng rất là dễ tinh chỉnh. Chân chân được hạ xuống bánh căm để em ấy có trọng lượng nhẹ hơn, giảm được cái kích thước sai vỏ theo ý của người chủ mong muốn. Kết hợp cùng với đó là bộ cấp nhôm đồ chơi thì đến từ lực chiếc bis. Cảm ơn các bạn hãy giải đích này hãy được chi tiếp, nhớ like, subscribe.